Chào các bạn. Bữa giờ mình đi xe ngang các bạn. Và mình tìm đang tìm ông. Mình thấy được mấy cây hai châu nhỏ nhỏ. Mà trời nắng quá. Trồng hơi ghê các bạn. Mà mấy anh em hai châu này toàn bộ nó đều đá hết. Nên không lấy được bầu đất các bạn. Mấy anh em thì coi như họ lấy phôi họ đi dữ quá. Mình thấy mấy cây nhỏ nhỏ đây mà sợ anh em họ lấy thì. Mà trời nắng thì cũng trồng hơi khổ. Mà nó không bầu đất luôn các bạn. Mình sợ mấy anh em lấy hơn mình cũng lấy ít phôi giờ đó ra mình trồng. Mà chăm sóc nó thì mùa nắng thì hơi mệt các bạn. Đây, mình chia sẻ anh em mình coi cái phôi thứ nhất đây. Nhỏ các bạn. Cái đây là cái thân đó các bạn. Và đây có hai cây rỡ. Và cây rỡ đây các bạn. Đây có một thân. Còn đây cành đây nó chết rồi. Nó chết lâu rồi mình cắt vô đây luôn các bạn. Mà đây cái rỡ. Cái này nhỏ xíu. Giờ mình trồng. Đây cố gắng chăm sóc cho nắng quá nó cũng khó sống các bạn. Thôi mình giờ mình lấy giờ mình trồng bậy thôi. Mây thì nó sống rồi mình có thì mình sưu tầm mình chơi. Thôi. Một cây ăn. Hai cây ăn. Cha mẹ ơi dài tới 40 luôn. Còn thằng này. Thằng này mình có thể. Thằng này. Hơn 20. Rồi mình được một cây nhỏ thứ nhất. Và một cây nhỏ thứ hai. Cái này các bạn. Nhỏ này. Hoàn đây. Hoàn đây chắc 30 các bạn. Có thứ đây thôi. Một gang, hai gang rưỡi, từ đây lên đây, thì cũng tầm 30, đo từ rỡ lên 40, hoàn 30, cái này thì nhỏ, rồi mình được phôi thứ hai, mất phôi nhỏ nhỏ bây giờ mình cũng dâm trồng với các bạn, nén nó khó sống, mình cũng biết vậy, nhưng mà bây giờ mình cũng trồng vậy thôi chứ mình không đào thì anh em họ đào dữ lắm, họ đào hết. Nên mình lấy về mình trồng. Đây, phôi thì cũng nhỏ nữa các bạn. Nhỏ nhỏ tí tí, mình bỏ trong những cái chậu nhỏ mình chơi các bạn. Nếu nó xong. Cái kia mà xa xíu. Không có cây nào lấy được đất các bạn. Rừng đá rất đất hết. Rồi mình được 3 cây. Và một cây thì nhỏ nhỏ nữa. Đây các bạn, thấy nhỏ, nhìn ngón tay mình đây, nhỏ, 4 cây, đây, đây được mấy rỡ, 1 rỡ, rỡ gì mà quen queo giống đuôi chuột của các bạn. Đây mình cắt luôn. Đỡ lại như vậy. Còn có phôi này. Đó. 4 cây rồi ha. Cái đây có thứ 5. Cái đây cũng hành cỡ. Cũng gần 30 các bạn. Cũng không mấy á. Tuy mình nạm vô đây. Rỡ đây. Bên đây được mấy cây rỡ đây. Mình thả keo hết rồi. Mình lấy về ngày hôm qua. Thế. 1 2 tầm gần 40. Đó được rồi. Nhỏ. 5. Giống con em. Ở đây lớn hơn các bạn. Ở đây một phía đo hơn 1 gan. Cũng có chút đất mà các bạn. Toàn được mấy cái rỡ thấy không. Rồi đây. Mình chia sẻ sẽ xem. Rồi đây là phôi thứ 6 các bạn. Mình quay ra cho đây các bạn. Đừng xem view nữa chứ. Rồi. Mình cứ dày ra mình trồng nó thử.
mây thì nó sống thì mình có mình chơi các bạn, cho không mình đào thì anh em họ cũng đào hết, anh em họ đào dữ lắm, bất chấp nắng gió gì anh em cũng đào hết, thì mình thấy mình cũng tiếc nên mình đào giờ đó mình chăm bậy thứ nó có sống các bạn, nó sống thì mình có mình chơi, còn sau này anh em nào nó sống rồi anh em nào muốn giao lưu thì mình cũng giao lưu luôn các bạn. Mình xoay lại phía bên đây, hai thân một cốt đây, đây hơn 20 các bạn, đây còn hơn 20, còn đây thì khoảng 10 mấy, rỡ nhiều mà không có rỡ nhỏ các bạn. Mình đo thử nha, từ đây lên thử nha, 1 2 3 tầm 70 thôi. Đây các bạn, cao từ mặt đất lên tầm 70 các bạn. Rồi, mình cho các bạn mấy phôi này đó mình trồng. Thử nó sống các bạn, trời nắng quá. Chưa xưa các bạn anh em mình xem cho vui.